Rồi hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay em có một video giới thiệu một số mẫu điện thoại bên em nha mọi người. Thì số điện thoại mua hàng bên em là 0767347340 nha mọi người. Đây là số điện thoại mua hàng bên em nha. Thì mình mua hàng thì mình vui lòng gọi trực tiếp nha mọi người. Ví dụ không thì mình có thể nhắn tin Zalo số điện thoại này luôn nha, 0767347340 nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng bên em là 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu mà thông tin bên em mọi người nghe chưa kỹ á, thì mình có thể vô một video bất kỳ bên kênh của em nào mọi người. Mình bấm vô một video nha. Rồi mình bấm cái mũi tên ở dưới nè mọi người. Nè, nó sẽ có thông tin của em là số điện thoại 0767347340. Rồi địa chỉ mua hàng luôn nha mọi người. Thì bên em có hai hình thức mua hàng là mình có thể tới trực tiếp cửa hàng mua cái địa chỉ đó, hoặc là giao hàng thu tiền COD toàn quốc, kiểm tra hàng, thanh toán tiền nha mọi người. Nhưng mà hình thức giao hàng COD á, mình phải đặt cọc trước cho em. Đơn hàng dưới 2 triệu thì đặt cọc trước 50.000, trên 2 triệu thì đặt cọc trước 100.000 nha mọi người. Thì hình thức đặt cọc là mình có thể mua thẻ cào điện thoại, mình cào cái mã mình nhắn tin qua số điện thoại cho em nha, hoặc là mình chuyển khoản ngân hàng trước nha mọi người. Rồi cái tiền đặt cọc của mọi người sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy nha. Ví dụ con máy 2 triệu thì mình đặt cọc 50.000, thì còn lại là 1.950.000 cộng với tiền ship 31.000 nha mọi người. Bên em là không có bao ship nha. Tiền ship là tất cả bên em hỗ trợ là 31.000. Rồi hôm nay được một cây 6.300 nha mọi người. 6.300, máy hàng thay vỏ nha mọi người, máy đẹp. 6.300 đa số giờ bán là hàng thay vỏ thôi. Hàng nguyên zin nguyên bản của nó khó lắm, không có đâu mọi người. 6.300 Nokia này thì có một sim thôi nha. Máy full tính năng, chủ yếu là giờ để nghe gọi nhắn tin thôi. Cũng có camera chụp hình nhưng mà để chụp cho vui thôi nha mọi người. Thì giá đang bán là 333.000 đã bao gồm pin sạc nha. Rồi tiếp theo một con Nokia Trung Quốc 4 sim. Con này máy 4 sim nha mọi người. Có đèn pin luôn. Con này để anh chị nào đi ruộng đồ ok, hoặc là đi rừng núi gì đó mà không có thời gian sạc pin để mua con này, pin sạc cả tuần luôn. Có đèn pin luôn nha mọi người. Đèn pin siêu sáng luôn nè. 4 sim, loa lớn nha. Con này loa lớn. Nói chung là cũng có camera mà để chụp cho vui rồi nha. Camera nó VGA á mọi người, chụp cho hiệp sĩ mù coi á. Thì giá con này em đang bán là 350.000, bao gồm là có hộp luôn nha mọi người. Hộp sạc cáp với máy. Máy 4 sim nha. Rồi hôm nay về được Oppo Neo 7, cây màu xanh bán rồi, nhập về không kịp nên giới thiệu nha. Neo 7 thì em có màu trắng với là màu xanh xanh đen nha mọi người. Đây viền gốc nè. Nói chung là hàng cũ thì ngoại hình cũng tương đối rồi mọi người. Đó. Oppo Neo 7 con này được RAM 2GB nha mọi người. Oppo Neo 7 RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Pin con này 2420, camera 8 năm, máy full tính năng, 2 sim. Cắm trước 5 chấm, máy full hết mọi người. Không lỗi nha. Âm thanh đồ đầy đủ. Ra liếc ok nha mọi người. Thì Oppo Neo 7 bên em đang bán với giá là 700.000, chưa bao gồm cáp sạc. Nếu mà mua thêm cáp sạc thì cộng cho em thêm 50.000 nha. Rồi LED TV X5 20, máy nhờ nguyên khói vỏ đẹp nha mọi người. Màn hình 5.5 inch Full HD, RAM 3 mỗi trong 32, chip Snapdragon 653, chơi game ok nha. Pin con này 3.000, camera sau 16, cam trước 5. Mà cam con này không được đẹp nha mọi người. Con này chủ yếu là cấu hình thôi nha, cam xấu. Âm thanh độ ok hết nha mọi người. Con này mua về cho con em YouTube hay là Facebook rồi cũng được, chơi game nhẹ cũng được nha mọi người. Nói chung là YouTube xài ok, màn hình 5.5 inch đẹp, có vân tay vân chân đầy đủ nha. Đây ra liếc lớn luôn mọi người. Cảm ứng rồi ok hết, không loạn liệt nha. Máy con này được 2 sim, con này được 2 sim nha mọi người, mà không có thể nhớ, bộ nhớ 32GB thôi. Thì giá em đang bán là 990.000, chưa bao gồm cáp sạc. Nếu mà lấy cáp sạc thì cộng thêm 50.000 nha mọi người. Rồi hôm nay Oppo R9S Plus
là chính hãng là F3 Lut đó mọi người, màn hình 6 inch, máy vỏ ok nha, viền sau không chày, viền góc nè, mặt trước đã dán cường lực nha mọi người. Oppo R9S Lut, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, chip Snapdragon 653, pin 4000, camera sau 16, camera trước 16 luôn, màn hình 6 inch AMOLED luôn, màn hình zin luôn nha mọi người, pin 4000, màn hình hơi to nha, 6 inch hơi to, camera trước sau đầy đủ, trước 16 chấm nè, camera sau ok hết nha, âm thanh la lớn luôn á. La liếc ok nha mọi người. Thì con này em đang bán với giá là 1.990.000, là chỉ có máy, chưa bao gồm cắp sạc nha mọi người. Rồi hôm nay tới iPhone 6 64GB, màu bạc, máy đẹp, vỏ đẹp nha mọi người, vỏ đẹp luôn, viền gốc nè, không cứng mớp nha. Mặt trước đã dán cường lực, iPhone 6 phiên bản 64GB. Phiên bản 64GB, nhà mạng Mỹ LA, quốc tế nha mọi người, vân tay, vân chân đầy đủ. Có vân tay luôn nha mọi người. Camera là máy full tính năng hết, iPhone 6 thì máy một sim thôi nha. Camera trước 2 chấm, ok hết, loa lớn nha. Máy vỏ đẹp, ok hết. Thì giá em đang bán iPhone 6 64GB là 1.990.000, là tặng kèm cho mọi người cường lực với ốp lưng nha. Còn cáp sạc thì là 50.000 nha mọi người. Rồi hôm nay có một cây Oppo F9 full box nha. Full box thì bên trong hộp phụ kiện của nó sẽ có là sạc, cáp tai nghe, cường lực ốp lưng nha mọi người. Máy full box mà. Hàng này là hàng cũ đó qua sử dụng nha mọi người, nhưng mà ngoại hình thì ok. Đây là cái siêu mặt sau của nó, gỡ ra làm ở hình đẹp luôn nè. Nó có vân vân 3D đó mọi người thấy không? Con này là màu đỏ tím nha. Màu đỏ tím. Oppo F9 viền gốc nè. Con này là Oppo F9. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Pin con này 3500, camera sau 16, 2, camera trước 25, vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người. Đây để cài vân tay cho mình coi. Đây, để vân tay dưới đây là nó tự thêm nha, vân tay một chạm luôn nha mọi người. Máy là full tính năng, 2 sim thẻ nhớ đầy đủ, RAM 6GB nha. Chip con này Helio B60, vẫn còn chơi game ok nha mọi người, pin 3500. Camera 16.2 chấm, ok hết nha. Camera trước 25 chấm, siêu đẹp. Âm thanh đồ đầy đủ nha, YouTube à. Em tải sẵn một số ứng dụng cơ bản cho mọi người rồi nha. Là liếc ok. Thì Oppo F9 này hôm nay với giá bán của nó là 2.590.000 nha mọi người. 2.590.000 máy full box nha. 2590 full box. Một cây màu đỏ. Rồi tiếp theo, hôm nay em về được một cây 6 Bluetooth. Máy vỏ đẹp nha mọi người. Nó có phẩy nhẹ ở đây nè. Dưới trên đây. Viền góc là ok. Nói chung là 6 Bluetooth vỏ zin thì nó chỉ vậy thôi nha mọi người, không có đẹp keng nha. iPhone 6 Plus phiên bản 16GB. Này, iPhone 6 Plus phiên bản 16GB, máy quốc tế, full vân tay nha mọi người. Vân tay đồ đầy đủ. Vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người. Âm thanh là ok. Máy cũng full tính năng nha. Chuông đã đổ rồi. Loa liếc ok. Rung đồ đầy đủ nha mọi người. Cảm ứng.
màn hình 5.5 inch Full HD nha mọi người. 6 Bluetooth thì giờ nó vẫn còn ok, nhưng mà nó hết được nâng cấp phần mềm rồi nha mọi người. Thì máy em bán ra tặng kèm cho mọi người là ốp lưng với lề cường lực nha. Giá bán của nó là 2.250.000, tặng ốp lưng cường lực, main zin, màn hình zin, vỏ ok, vỏ zin luôn á mọi người, 2.250.000. iPhone, camera đồ ok hết nha mọi người. Rồi S8 mặt ti, vỏ sao hơi xấu nha, nó bị xài cũ á mọi người nên nó hơi vàng, viền gốc thì không cứng mớp. S8 mặt ti, con này là chip Snapdragon 835, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, một SIM, thẻ nhớ nha mọi người. Màn hình AMOLED 5.8 inch, độ giải 2K, camera 12.8, pin con này 4.000 nha. Con này chơi game ok á. Camera trước nè, 8 chấm, camera sau 12 chấm, chụp ok. Main zin, màn hình zin, vỏ zin, âm thanh là liếc lớn nha mọi người. Tình trạng của con này là nó có lưu nhẹ nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ nhẹ. Đây. Đây, nó có lưu ảnh 3 phím đi hướng nhẹ thiều rồi mọi người. Nhiều khi quay mọi người cũng thấy luôn á. Đó, nó có lưu nhẹ vậy thôi nha. Con này thâu lại của khách. Thì giá em đang bán là 2.4 triệu nha mọi người. 2.4 triệu là bao gồm một cường lực dán sẵn rồi, cường lực ốp lưng, chưa có sạc cáp nha. Nếu lấy sạc cáp thì thêm 50.000 nha mọi người. Rồi, từ từ con này đang mở lên, giới thiệu tới con này đi. iPhone tập S8, Samsung S8 Plus, RAM 4GB, 64GB, máy hàng đã lên 2 SIM, màn hình 6.2 inch, độ phân giải 2K, pin con này 3.500, camera 12.8, chip Exynos 8890, máy cũng full tính năng nha mọi người. Con này màn hình cong nha, chụp ảnh đồ ok hết, cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Đây, viền gốc của nó nè. Âm thanh đồ đầy đủ nha, 2 SIM luôn rồi nha mọi người, lên sẵn 2 SIM cho mọi người. S8 Plus giá bằng S8 thôi. Tình trạng của con này là nó có lưu ảnh nha mọi người, không ám nha. Tình trạng con này là không ám nha, nó lưu ảnh. Đây, nó lưu nhẹ nha mọi người. S8 Plus không ám, không đốm, không sọc nha. Mặt lưng sau kính đẹp luôn nè, viền góc không cứng mớp nha. Galaxy S8 Plus 2 SIM, giá em đang bán là 2.6 triệu nha mọi người. 2.6 triệu là tặng kèm ốp lưng, cáp sạc thêm 50.000 nha. Con này con gì đây? Con này là một con iPhone 6s 64GB. Tình trạng pin của con này coi, tình trạng pin con này là 100%. iPhone 6s 64GB, pin 100%, máy nguyên zin, main zin, màn hình zin, vỏ zin nha mọi người. Máy đẹp luôn á, màu hồng nha, viền góc không cứng mớp luôn nha mọi người. Pin 100% để mọi người xài ổn định luôn nha. Vân tay đồ đầy đủ nha mọi người. Mức vân thì giá nó sẽ rẻ hơn. Con này coi thị trường gì, con này thị trường Nhật nha. Vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người. 3D touch đầy đủ, camera 12 chấm sáng đẹp. iPhone thì được cái mình quay vlog quá mọi người, thu âm tốt lắm. Camera trước 5 chấm, âm thanh đầy đủ hết. iPhone 6s 64GB thì giá em đang bán là 2.550.000 nha mọi người. 2.550.000 tặng kèm cho mọi người cường lực với ốp lưng, cáp sạc thêm 50.000. Cáp sạc là cáp sạc zin linh kiện nha mọi người, chứ không phải là zin máy nha. Zin máy thì nó hơi cao nên em không tặng được, chỉ tặng zin linh kiện cho mọi người thôi. Rồi, tiếp theo một con này là iPhone 6s màu xám nha, màu ray, màu đen. Vỏ sau cũng ok, nói chung vỏ zin. Trước
trước đã dán cường lực luôn. Con này là 6S màu xám. Giới thiệu coi. Con này là 6S bản 128GB nha mọi người. iPhone 6S bản 128GB. Pin con nó coi, coi pin coi. Pin con này còn 88% nha mọi người, xài vẫn còn ok. 3D touch đầy đủ, 6S 128GB. Camera trước, camera sau đầy đủ nha mọi người. Âm thanh độ ok hết, máy quốc tế. Nếu mà lóc thì mọi người cứ gửi về cho em, màu em hoàn tiền hoặc là em sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Ok hết. Thì giá em đang bán con 6S 128GB là nó mắc hơn iPhone 6 này 150 nha mọi người. 128GB thì mắc hơn 150 là giá 2.7 triệu nha mọi người. Pin vẫn còn ok. Rồi tiếp theo một cây 6S Plus. 6S Plus. Men zin, màn hình zin, vỏ zin. Có phẩy nha mọi người. 6S Plus thì vỏ nó hơi phẩy. Phẩy hơn 6S xíu. Nhưng mà tặng ấp lưng vô vẫn xài ok nha. 6S Plus. Giới thiệu bản 32GB iPhone 6S Plus bản 32GB, vân tay vân chân đầy đủ. Bản quốc tế nha mọi người. Tình trạng pin của con này coi. Pin con này còn 80%. Pin 80 nha. Nhưng mà em thấy xài ok mọi người. 3D touch đồ đầy đủ. Camera cũng y chang 6S nhưng mà 6S Plus thì nó được cái chống rung quang học nha mọi người. Ok hết, âm thanh đồ đầy đủ. Ok hết ha. Thì 6S Plus 32GB á, pin 80% á thì giá bán của em là 2.9 triệu nha mọi người, 2.9 triệu. Còn nếu mình thay pin thì cộng thêm 150.000 nha. Giá bán rẻ hơn iPhone 7 luôn rồi đó. Rồi tiếp theo. Một cây iPhone 6S Plus 128GB màu xám nha mọi người, màu Space Gray á, nhưng mà ngoại hình thì nó có hơi nhăm, vỏ zin thì nó có hơi phẩy nha. Đây, mình người ta xài vỏ zin hơi phẩy nhưng mà viền gốc thì không cứng nha mọi người, không cứng mớp nha. Tặng ấp lưng vô xài ok nha mọi người. Này 6S Plus 128GB. Men zin, màn hình zin luôn, vỏ zin luôn. Nhà mạng Mỹ 128GB nha mọi người. Tình trạng pin của con này là còn 87%, vẫn còn xài ok. 6S Plus 128GB. Camera đồ đầy đủ. Bao quốc tế trọn đời nha. Cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Cảm ứng là ok hết. Âm thanh cũng đầy đủ luôn. Pin 87% nha mọi người. Thì 6S Plus 128GB bên em đang bán với giá là 3.250.000 nha mọi người. 3.250.000, pin 88%. Máy ngoại hình có phẩy nha mọi người. Nó có nhầm á. Ở nó có nhầm này nè. Đó. 3.250.000 nha mọi người, là bao gồm cường lực với cáp sạc. À, cường lực với ấp lưng nha, còn cáp sạc thì mọi người vui lòng cộng cho em thêm 50.000 nha mọi người. Rồi ok, hôm nay em có một video giới thiệu một số điện thoại bên em ha. Nếu mình đang ý con nào thì có thể gọi trực tiếp số điện thoại 0767347340 nha mọi người, hoặc là nhắn tin Zalo nha. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.